Xin chào toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bên thị trường của Thủy Sản Nhi. Hôm nay Thủy Sản Nhi xin gửi đến quý vị và các bạn bảng giá tôm cá thương phẩm các loại cũng như bảng giá giống của một số công ty uy tín. Và để mở đầu bản tin là bảng giá tôm thương phẩm. Quỳ giá tôm thẻ thương phẩm ở các size liên tục tăng. Quỳ size 20 con 188.000, 25 con 172.000, 30 con 156.000, 40 con 130.000, 50 con 122.000, 60 con 113.000, 70 con 110.000, 80 con 103.000, 100 con 92.000. Quỳ giá tôm sú oxy 40 con 140.000, 50 con 135.000, 60 con 125.000, 70 con 115.000. Để bản tin được đầy đủ hơn, hôm nay Thủy Sản Duy xin cập nhật thêm bảng giá cá thương phẩm các loại. Về cá tra 23.000 đồng 1 ký, cá lóc 29.000 đồng 1 ký, ếch 22.000 đồng 1 ký, cá đuôi hồng 33.000 đồng 1 ký, cá rô phi 30.000 đồng 1 ký, cá rô 31.000 đồng 1 ký, cá thác lát 46.000 đồng 1 ký. Phần cuối của bản tin sẽ là bảng giá giống. Giống Hoàng Lộc, giống tiêu chuẩn 108 đồng khuyến mãi 70, giống siêu công nghệ 116 đồng khuyến mãi 40. Chương trình khuyến mãi áp dụng cho tới khi có thông báo mới. Giống Việt Úc 127 đồng, giống Môi Nam Minh Phú 150 đồng, giống Nam Mỹ 126 đồng khuyến mãi 30, giống Mỹ Kim 105 đồng khuyến mãi 50, giống CP 146 đồng. Xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm video tại Thủy Sản Yến Duy. Nếu quý vị thấy video ý nghĩa và có điều đặc biệt đến tất cả quý vị, không quên đăng ký kênh để ủng hộ kênh Thủy Sản Yến Duy, hay là chia sẻ cho những người thân, bạn bè, anh em để cùng phát triển cho ngành tôm tại Việt Nam. Hy vọng rằng chúng ta sẽ gắn kết nhau nhiều hơn để thành công hơn trên ngành tôm. Và xin chúc cho toàn thể quý vị và các bạn một vụ mùa thật sự thành công và thật sự tuyệt vời.